Catherine kết hôn không được bao lâu thì Heathcliff anh quay trở về. Sau khi mất tích 3 năm, Heathcliff bất ngờ quay trở về giàu có. Không ai biết được anh kiếm tiền từ đâu. Heathcliff giờ đây anh đã trở thành con người hoàn toàn khác. Cái ngày mà Catherine cô gả vào nhà Edgar thì cô thuyết phục vú nuôi neo liền là đi theo cô. Thù hận nó đã biến Heathcliff trở thành một con quỷ dữ. Mặc dù bề ngoài của anh giờ đây đã trở thành một quý ông lịch lãm, trong một cái bộ dạng của một người đàn ông quý tộc, áo quần phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, nói năng lịch lãm. Sau 3 năm mất tích trở về, Heathcliff còn tàn nhẫn hơn cả người anh Hindley của Catherine nữa. Anh quay trở về với một mục tiêu duy nhất là trả thù. Anh thề sẽ trả thù từng người một, tất cả những ai đã hủy hoại linh hồn anh, những ai đã ngăn cản anh đến với Catherine. Catherine hay tin Heathcliff quay trở về, cô không tin vào tai mình luôn. Mừng rỡ cô chạy vào báo tin cho chồng biết. Tội nghiệp cái người chồng Edgar này. Anh nói với vú nuôi là cho hắn vào. Quay sang nói với vợ mình, chỉ cần em vui là được, nhưng em cũng nên biết giữ chừng mực trước gia nhân tôi tớ trong nhà. Dù sao thân phận của Heathcliff vẫn là một cái tên đầy tớ bỏ trốn. Cái buổi tiếp khách phải nói là nó vô cùng thú vị luôn các bạn. Cái không khí lịch sự, khách sáo nhưng không căng thẳng, các lại rất là nhẹ nhàng. Catherine cô nói đùa là anh không đáng được hoan nghênh trở về đây đâu, với cái tội của anh là bỏ đi mà không tự giả. Heathcliff anh mới trả lời Catherine là tôi cũng vừa mới hay tin em lấy chồng thôi. Biết được cái tin em lấy chồng là tôi lập tức quay trở về. Tôi muốn biết em sống như thế nào. 3 năm qua không có em tôi rất là khổ sở, tưởng chừng như không thể vượt qua. Em hãy vì vậy mà tha thứ cho sự mất tích của tôi có được không? Lúc này thì Edgar chồng của Catherine mới hỏi Heathcliff là thời gian vừa qua anh tham gia quân ngũ, nhìn anh có vẻ như là anh sống rất là tốt. Thì Heathcliff trước những cái câu hỏi dồn dập của Edgar thì anh bằng cái thái độ thản nhiên, anh cứ ừ. Câu trả lời của anh chỉ đơn giản dọn dẹp một chữ ừ. Edgar hỏi gì anh cũng ừ. Thời gian vừa qua anh đi lính ư? Ừ. Anh được thừa hưởng gia tài của cha mẹ ư? Ừ. Lúc này thì Isabella, em chồng của Catherine mới hỏi Heathcliff là thế giờ anh quay về rồi thì anh sống ở đâu? Edgar mới tiếp lời em gái mình hỏi Heathcliff là thế còn anh Hindley, thái độ anh như thế nào? Heathcliff anh quay qua trả lời Edgar bằng giọng nói rất là chậm rãi là tôi cho phép Hindley ở lại đồ dỗ hú đó. Hindley bây giờ là một con nghiện cờ bạc nợ nần chồng chất. Nếu không nhờ tôi thì Hindley giờ này đã bị các chủ nợ đánh chết rồi cũng nên. Và đồ dỗ hú đó rất có thể đã bị các chủ nợ tước đi để khấn đạo rồi. Đồ dỗ hú đó bây giờ là của tôi. Bây giờ tôi là chủ nhân của ngọn đồi đó. Cái ngôi nhà đó nó chứa đầy ắp những kỷ niệm giữa tôi với lại Catherine. Tôi không thể để cho nó lọt vào tay kẻ khác được. Edgar, Catherine, Isabella, ba người ngồi đó nghe Heathcliff nói mà lặng người đi. Họ sửng sốt trước những gì mà Heathcliff vừa nói ra. Còn Isabella thì nhìn Heathcliff bằng một ánh mắt ngưỡng mộ. Nhìn thấy Heathcliff bây giờ phong trần lịch lãm, Isabella đã đem lòng yêu thích Heathcliff rồi. Hôm đó Catherine và Heathcliff hai người cùng đi dạo trong vườn hoa viên. Họ nhắc lại kỷ niệm thời thơ ấu. Chị Isabella cô cứ tò tò đi theo sau lưng hai người, khiến cho chị dâu cô là Catherine cảm thấy bực. Thì Catherine mới quay qua nạt em chồng của mình, đuổi Isabella về. Lúc này thì Heathcliff anh mới thú thật với Catherine là anh yêu Catherine. Catherine cô mới trả lời anh là tất cả đã là quá khứ rồi. Ngày cô lấy chồng cô đã đoạn tuyệt cái ngọn đồi dỗ hú đó. Cô nói cô cũng không có muốn đâu. Cô cố gắng quên anh đi từng ngày. Và cuối cùng thì cô đã quên được anh. Cô cầu xin anh là đừng khiến cho cô đau khổ thêm. Edgar chồng cô là người đàn ông tốt. Cô không muốn làm cho Edgar buồn. Càng bị Catherine từ chối thì Heathcliff càng như con thú bị thương, càng điên cuồng muốn hủy diệt Edgar chồng cô. Isabella hiền lành thánh thiện nhưng lại cứng đầu cãi lại với chị dâu của mình. Nàng nói nàng nhìn ra được cái tấm lòng nhân hậu đằng sau cái vỏ bọc cứng rắn sắt thép của Heathcliff. Hai người cãi qua cãi lại thì tức giận. Catherine cô nói với em chồng mình là nếu Isabella cứ tiếp tục không nghe lời cô thì cô không ngăn cản nữa. Nếu em chồng cô muốn chết thì cứ lao vào, cô không cản. Cô càng nói thì có vẻ như là cô đang ghen. Cô không muốn cho Isabella đến với lại Heathcliff, bởi cô quá hiểu Heathcliff. Trái tim nhân hậu của anh đã chết từ lâu. Cô biết nếu như Isabella với Heathcliff mà có đến với nhau thì Isabella chỉ là cái con cù non, là cái thứ công cụ để cho Heathcliff anh thực hiện cái âm mưu trả thù của anh mà thôi. Trả thù cô đã chê bai anh, rồi bỏ anh đi lấy Edgar. Thì đúng lúc hai người nói qua nói lại, cả qua cả lại như vậy thì Heathcliff anh bước vô. Catherine mới quay qua nói là anh nghe hết rồi đúng không? Isabella, con bé này, nó thần tượng anh quá rồi. Em mắng cô ấy, không cho cô ấy đi theo chúng ta, thì cô ấy giận dỗi. Con bé này nó thần tượng anh quá rồi. Nói xong thì Catherine cô bỏ đi. Heathcliff anh đuổi theo cô đi vô trong nhà bếp. Heathcliff anh nói là em sao vậy? Hình như là em đang ghen. Isabella có thích tôi thì đã sao? Em can thiệp làm gì? Tôi có phải chồng em đâu. Đứng cái lúc này thì Edgar bước vô. Tức là từ nãy tới bây giờ là Edgar đứng ở ngoài
trước cửa nhà bếp là anh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Đối với một quý ông mà nói, nghe lén là cái chuyện hoàn toàn không nên. Tức giận, Edgar nói với vú nuôi Nelly là mời Heathcliff ra khỏi nhà ngay lập tức. Cái việc mà Edgar vô duyên vô cớ đuổi Heathcliff ra khỏi nhà vậy khiến cho Catherine cô rất là tức giận. Cô cảm thấy bị mất thể diện. Các bạn phải hiểu là đối với tất cả mọi người, anh chỉ là một tên du mục, thằng mồ côi, một cái tên để tớ bỏ trốn, không hơn không kém. Thế như trong lòng của Catherine, Heathcliff lúc nào cũng là người anh thương yêu của Catherine. Các bạn đừng quên là kể từ cái ngày mà ngài Earnshaw, cha của Catherine, bồng cái thằng bé Heathcliff về, thì cái thằng bé đó, ngay từ cái giây phút nó bước chân vào nhà này, thì nó đã là người anh trai của Catherine rồi. Cô coi Heathcliff như là người anh của mình, coi anh như là anh ruột của mình, thân thiết với anh, thương anh, thậm chí còn thương hơn cả cái người anh ruột của cô là Henry nữa, người anh mất nhân tính đó. Do đó đối với Catherine á, cái việc mà Edgar đuổi Heathcliff ra khỏi nhà lúc này là một cái sự xúc phạm rất là nặng. Tức là chồng cô đang đuổi anh ruột của cô ra khỏi nhà, tức là Edgar đang đuổi anh vợ của mình ra khỏi nhà. Cái chuyện đuổi anh vợ mình ra khỏi nhà đã là một cái xúc phạm lớn, mà đuổi không vì một cái do gì hết, vô duyên vô cớ như vậy, đó không phải là cái việc làm của một quý ông. Trước mặt Heathcliff, Catherine cô bắt chồng cô phải xin lỗi anh mình. Heathcliff các bạn, với cái tính cách của anh thì đâu có dựa. Mặc dù anh lớn lên trong nhịn nhục, lớn lên chịu cái sự đòn roi của cái người anh nuôi của mình là Hinley, thế nhưng á, các bạn nên nhớ, Heathcliff ngày nay đã là một người giàu có, một người thành đạt quay trở về với cái mục tiêu duy nhất là trả thù. Thì các bạn nghĩ Heathcliff có tiếp tục để cho mọi người hiếp đáp bắt nạt anh nữa không? Đứng trước một Edgar và anh căm thù, cái người đàn ông mà đã tước đi Catherine xinh đẹp từ trong tay Heathcliff, anh luôn nuôi hận trong lòng cái người đàn ông này, cái kẻ thù không đợi chờ chung. Chưa tới giờ phút này anh quay trở về giàu có như vậy, trong cái vỏ bọc là một con người lịch lãm như vậy, anh đối xử với mọi người rất là lịch thiệp, rất là chừng mực, rất là lễ phép, mà anh vẫn bị Edgar rẻ rúng anh, khinh khi anh như ngày nào, xem anh như một cái thằng đầy tớ không hơn không kém, chứ không phải tôn trọng anh như một người anh vợ, khiến cho Heathcliff anh không kiềm chế được cơn giận. Trước mặt Catherine, anh buông lời nhạo báng Edgar. Anh nói là em nhìn cái người chồng em lấy đi, người chồng của em là một thằng hèn. Để anh nói cho em nghe, chảy trong người của anh ta không có máu đỏ đâu, mà chỉ có sữa tươi thôi. Edgar trước cái lời sử dụng của Heathcliff, anh nhào vô đấm thẳng vào mặt Heathcliff. Với cái tính khí của Heathcliff, anh thừa sức đánh lại Edgar. Và nếu anh đánh thì Edgar chỉ có chết thôi. Thế nhưng cuối cùng Heathcliff anh dặn được, bởi cái người mà anh muốn đánh đó là chồng của người con gái mà anh yêu, và xét theo gia thế là em rể của mình. Về phần của Edgar, anh đã nhìn ra được cái âm mưu trả thù đằng sau sự trở về đột ngột của Heathcliff. Anh biết Heathcliff quay về chỉ để trả thù. Người mà Heathcliff nhắm vào trước tiên đó là Hinley, và Heathcliff đã thành công. Mục tiêu tiếp theo sau của Heathcliff chính là Edgar, nên Edgar anh rất là sợ. Anh sợ Heathcliff sẽ giành lại Catherine, và Edgar anh muốn bảo vệ hạnh phúc của mình bằng mọi giá. Cho nên Edgar anh cấm cửa, không cho Heathcliff léo hắn tới nhà mình nữa. Heathcliff biết được là Hinley lúc này là bê tha rượu chè sau cái chết của vợ, là Hinley là lao vào cờ bạc, thì Heathcliff anh gián tiếp anh dụ Hinley cho Hinley vay tiền, khiến cho Hinley anh trai của Catherine càng ngày càng lún sâu vào cờ bạc, nợ ngập đầu. Cho tới một ngày Hinley buộc phải đem cái căn nhà trên ngọn đồi dấu hốn nó đem đi cầm cố, thì lúc đó Heathcliff bỏ tiền ra để chuộc lại ngọn đồi. Heathcliff nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của đồi dấu hốn, còn rộng lượng cho Hinley tá túc ở lại nữa. Và đúng như suy đoán của Edgar, Heathcliff anh không chỉ dừng lại ở đó, anh muốn thôn tính cả điền trang của dòng họ Liên Thành. Tức là Heathcliff anh muốn chiếm đoạt toàn bộ tài sản của gia đình Edgar, hủy diệt được Edgar thì Catherine sẽ thuộc về anh. Trời cũng giúp cho Heathcliff các bạn, con cừu non Isabella, em gái của Edgar, tự động dâng hiến. Chỉ sau một nụ hôn tại khu vườn nhà mình, Isabella bỏ nhà đi theo Heathcliff. Heathcliff anh được vợ mà không tốn một chút công sức nào luôn. Hay được tin em gái mình đã bỏ trốn khỏi nhà đi theo kẻ thù, Edgar rất là đau khổ. Cái bánh xe định mệnh đã chính thức bắt đầu quay với cái tốc độ không thể nào dừng lại được nữa rồi. Sau cái vụ việc xô xát giữa Edgar và Heathcliff á, thì Edgar anh giận vợ mình không nói chuyện với Catherine. Hai người họ ngủ phòng riêng. Lúc này người đau khổ không chỉ có Edgar thôi đâu, mà cả Catherine nữa. Có thể nói người đau khổ nhất lúc này chính là Catherine. Cái tình yêu mà cô dành cho Heathcliff cứ tưởng nó đã nguôi ngoai, cứ tưởng đâu là cô đã quên được, thế nhưng không, nó vẫn còn đó. Và bây giờ nó lại trỗi dậy, nó hành hạ cô, nó giày vò cô, nó giằng xé cô. Cái mối tình tay ba đó, trong trí não cô, nó hành hạ cô từng ngày, nó giày vò cô. Ngoại tình trong tư tưởng không phải là một việc dễ dàng và khó được tha thứ nhất, bởi hình bóng của nhân tình náp ủ trong lòng bạn bất kể là ngày đêm.
chứ không phải cái thứ ngoại tình thân xác mà nó chỉ xảy ra trong chốc lát. Các bạn đồng ý với ba Xuyến không? Từ đó thì Catherine cô bị tâm bệnh. Cô rơi vào cái trạng thái trầm cảm đúng cái lúc mà Catherine cô đang mang thai. Cô bỏ ăn bỏ uống, nằm liệt ở trên giường. Sức khỏe càng ngày càng tụt dốc, khiến cho chồng cô Edgar rất là lo. Vú nôi neo liền, bà là người lo hơn ai hết. Nhìn Catherine yếu đến mức không còn sức để ra khỏi giường, vú nôi lo lắng chạy đến cầu xin Edgar hãy làm quầy với Catherine. Vú lo sợ là cứ tiếp tục như thế này thì Catherine sẽ chết mất. Edgar, cái người chồng tội nghiệp này, mặc dù là anh đang giận vợ anh, giận đến tím người, giận đến tan nát tim gan, nhưng vẫn một lòng lo lắng cho vợ. Nghe vú nôi cầu xin, Edgar lập tức làm quầy với vợ ngay, đút thức ăn cho vợ mình, chăm sóc Catherine trên giường bệnh. 2 tháng qua đi, kể từ ngày Isabella bỏ nhà đi theo Heathcliff. Heathcliff á, anh hành hạ Isabella rất là tàn nhẫn luôn. Sau khi mà hai người họ chính thức kết hôn, Isabella đã chính thức thuộc về hắn, thì Heathcliff á, anh hành hạ Isabella một cách rất là nhẫn tâm, đánh đập cô không có thương tiếc. Bởi cái cơ bản là Heathcliff á, anh không có yêu Isabella. Heathcliff, trái tim của anh bây giờ không thể yêu bất cứ một người nào nữa. Sự thật mà nói, coi đến lúc này thì đến ba Xuyển cũng hoài nghi cái tình yêu mà anh dành cho Catherine luôn. Có thể như lời người ta nói là yêu quá thì hóa hận, yêu quá thì hóa giận. Có lẽ cái tình yêu mà anh dành cho Catherine nó đã ăn mòn hết trái tim anh rồi, khiến cho con tim anh chai sạn. Để anh có thể thương xót bất cứ một ai, chịu đựng không nổi thì Isabella mới bỏ trốn khỏi nhà Heathcliff, quay trở về nhà anh mình. Đến khi mà bị Heathcliff hành hạ đến thất tàn ma dại rồi đó, khi mà Isabella cô sáng mắt ra thì mọi thứ nó đã muộn màng rồi. Chỉ cần cô chết đi, Edgar chết đi, là mọi tài sản của gia đình cô đều thuộc về Heathcliff, điền trang của họ sẽ thuộc về Heathcliff. Bởi vì Isabella bây giờ trên giấy tờ là vợ chính thức của Heathcliff. Khi vợ qua đời, có phải là tài sản của vợ sẽ thuộc về người chồng không? Kế hoạch âm mưu trả thù Heathcliff phải nói là nó hoàn hảo đến tuyệt vời. Sau cái ngày mà Isabella bỏ nhà ra đi á, thì Catherine cô sinh con, sinh được bé gái. Cô lấy tên mình đặt tên cho con gái, cũng là Catherine, Catherine Linton. Sau khi sinh con xong là Catherine trầm cảm luôn. Ngày đêm nhìn ra cửa sổ hướng về ngọn đồi gió hú, ngôi nhà mà cô đã lớn lên, nơi có người đàn ông lúc nào cũng ngự trị trong trái tim cô. Mỗi lần mà đến đứng bên cửa sổ nhìn về ngọn đồi là Catherine cô ngã quỵ, khiến cho vú nuôi rất là sợ. Vú nuôi quyết định đi gặp Heathcliff. Tới nơi, tại cái ngôi nhà năm xưa, nơi mà vú tận mắt nhìn những đứa trẻ này nó lớn lên từng ngày, ngôi nhà giờ đây rộng lớn, trống vắng và lạnh lùng như trái tim chủ nhân đó vậy. Vú nuôi nhìn thấy Isabella từ trên lầu đi xuống, tàn tạ, mặt mũi bầm tím. Vú thật là đau lòng. Vú có thể tưởng tượng được mỗi ngày Isabella bị Heathcliff hành hạ đánh đập ra sao. Isabella cô nói với vú nuôi là bây giờ cô chỉ nghĩ tới cái chết thôi, cô chỉ muốn chết đi cho xong. Cô nói với vú là cô rất là ân hận, cô cảm thấy cô quá là có lỗi với anh mình. Trước mặt vú nuôi, Heathcliff anh lạnh lùng nói vậy thì cô hãy chết đi cho mang, để cho tài sản mau thuộc về tôi. Isabella quay qua nói với anh, nhưng anh đừng quên là vẫn còn anh trai của tôi, anh tôi vẫn còn sống. Nghe Isabella mỉa mai như vậy, Heathcliff hắn kéo cô đi, lôi cô lên lầu, mắng nhiếc cô thậm tệ ngay trước mặt vú nuôi. Nhìn cảnh tượng đó, vú nuôi không biết nói gì hơn. Bà đứng dậy bỏ về, đứng trên cầu thang. Heathcliff đang lôi vợ mình đi lên trên lầu, hắn quay xuống quát lớn, vú ngồi yên đó cho tôi, chưa có nói xong, vú không được đi đâu hết. Heathcliff hắn muốn vú nuôi tìm mọi cách cho hắn vào gặp Catherine. Các bạn còn nhớ là sau cái lần mà giữa hai người xích mích là Edgar là cấm cửa, không cho Heathcliff bén mảng tới nhà. Kể từ đó cho đi là Heathcliff không có cơ hội gặp lại Catherine. Anh rất nhớ cô. Heathcliff xuống nước cầu xin vú nuôi nghĩ cách cho anh gặp Catherine. Vú nói với Heathcliff là bà Linton vừa mới sinh đứa con gái, sức khỏe hiện tại rất là yếu, không chịu nổi đả kích. Vú lo là Edgar với Heathcliff hai người chạm mặt nhau chắc chắn sẽ gây gỗ xô xát nhau, và nếu điều đó xảy ra chắc chắn sẽ lấy mạng Catherine. Bởi vì Catherine lúc này rất là yếu rồi, yếu cả tinh thần lẫn thể xác. Xem phim nếu các bạn để ý thì sẽ thấy là vú nuôi luôn miệng gọi Catherine là bà Edgar, bà Linton. Thế nhưng Heathcliff anh vẫn gọi cô bằng cái tên thời con gái của cô là Catherine. Và anh nặng nặc vú nuôi phải giúp anh bằng mọi giá. Vú nuôi đứng dậy ra về, vừa ra tới cửa thì đụng mặt hai cha con Hinley. Nhìn Hinley đứng ngay trước cửa tàn tạ, thằng con trai đứng kế bên nhếch nhác, vú nuôi rớt nước mắt. Vú rất là giận. Vú nói với Hinley là vú nhớ cái ngôi nhà này luôn hạnh phúc, luôn đầy ấp tiếng cười, gì đâu mà giờ này ra nông nỗi, giờ đây chỉ còn lại nước mắt và thù hận. Vú nuôi trách Hinley không sai chút nào,
cái bi kịch ngày hôm nay là do một mình Hinley gây ra. Trách Catherine thì tội cho nàng lắm. Nếu Hinley không để cho cái lòng ganh tị của mình nó khỏa lắm, khiến anh tàn ác như là Heathcliff, thì đã không có thù hận ngày hôm nay. Thì có lẽ Heathcliff tới giờ này vẫn là cái đứa nhịn nhục, biết thân biết phận, chứ không thù hận tàn bạo như bây giờ. Vú nuôi bị Heathcliff thuyết phục và giúp Heathcliff lén Edgar âm thầm cho Heathcliff vào nhà để gặp Catherine. Tại căn phòng của Catherine, lần đầu tiên vú nuôi được chứng kiến cái thứ tình yêu mà vú không tin là nó tồn tại trên đời, cái thứ tình yêu son sắt thủy chung mãnh liệt nhất mà vú từng thấy. Catherine và Heathcliff họ ôm nhau, họ siết chặt lấy nhau, tay nắm chặt tay, bất chấp sự thật giờ đây cả hai đều là người có vợ có chồng. Heathcliff, anh trách Catherine, em nói em yêu tôi kia mà, sao em có thể phản bội lại con tim của mình? Nói xong cả anh ôm cô, tôi tha thứ cho em tất cả. Em phản bội tôi, em là kẻ thù của tôi, em đã hủy hoại tôi vẫn tha thứ cho em. Thế nhưng kẻ thù của em, tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho những ai đã hủy hoại em. Nói xong, anh cúi xuống ôm cô. Một cái thứ tình yêu mà phải trải qua bao nhiêu đau khổ, phải đợi đến mấy chục năm để họ có thể trao cho nhau nụ hôn đầu. Sau khi Heathcliff bỏ đi rồi, thì Catherine vô cùng trút hơi thở cuối cùng, từ giã cõi đời trong hối tiếc, ân hận về quyết định của mình năm xưa. Đau khổ nó dày vò cô, khiến cho cô không thiếu sống trên đời. Catherine đã bỏ ăn bỏ uống, sinh con, sức khỏe yếu, cộng thêm trầm cảm, khiến cô qua đời rất là sớm. Cứ tưởng Catherine qua đời rồi thì thù hận sẽ chấm dứt, nhưng không, cái bi kịch lúc này mới chính thức bắt đầu. Chính con gái của Catherine, Catherine Linton, bác sĩ gọi tắt là Catherine nhỏ, sẽ viết tiếp cái bi kịch của mẹ mình. Cái chết của Catherine khiến cho Heathcliff càng trở nên độc ác hơn. Edgar, chồng của Catherine, vì nhớ thương vợ mình, sức khỏe của anh yếu đi từng ngày. Thấy được cái tin dữ là Catherine qua đời, người con gái mình vừa mới ôm mất không đầy bao nhiêu giây, Heathcliff và anh như người điên. Tại cái căn phòng hoàng linh cữu của Catherine, dùng tay đập bể cửa sổ, anh trèo vào bồng Catherine lên, anh ôm Catherine khóc thảm thiết. Một cái cảnh tượng mà bác sĩ nghĩ là nên đoạt 10 giải Oscar. Anh ôm Catherine gào thét trong tuyệt vọng. Anh ôm Catherine gào thét trong khi cánh tay anh máu đi dựng tuôn từng dòng không ngừng, khiến cửa sổ cắt nát hơn hai cánh tay của anh. Tại nơi an nghỉ cuối cùng của Catherine, sau khi mọi người về hết rồi, chỉ còn lại mình Heathcliff với lại vú nuôi. Vú nuôi đứng đó khóc nức nở, khiến cho Heathcliff anh chịu không nổi. Anh hét lên, vú nín đi, Catherine không cần ai khóc than cho nàng nữa. Bởi cái chết của nàng, tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Vú khóc nói, cầu cho linh hồn của Catherine được yên nghỉ. Heathcliff lúc này gào thét như con thú bị thương, tôi cầu cho linh hồn của nàng mãi mãi không được yên nghỉ. Lời của Heathcliff khiến cho vú nuôi nhìn anh sững sờ, gục đầu. Anh nói trong nghẹn ngào, trong giàn giụa nước mắt, anh nói từ giờ con phải sống sao đây, làm sao con có thể sống thiếu vắng linh hồn của mình, thiếu vắng cuộc đời của mình, thiếu vắng lẽ sống của mình. Nàng là linh hồn của con, là cuộc đời con, là lẽ sống của con. Catherine, anh biết là trên thế gian có ma, ma vẫn hiện hồn ở thế gian này. Em hãy làm ma, hãy hiện hồn về ám tu, em làm sao cũng được. Tôi cầu xin em, hãy theo ám tu đừng buông tha, đừng bỏ anh một mình trong thế gian này, có được không? Đừng bỏ anh một mình trong cái thế gian này, nơi mà anh không thể tìm thấy em. Catherine qua đời, Hinley người anh trai của cô ân hận dày vò. Anh uống rượu thay nước lã. Vài tháng sau, anh chết theo em gái của mình, bỏ lại thằng con trai Helton lúc này là mồ côi hoàn toàn, chính thức mồ côi luôn. Vú nuôi hy vọng là cái thằng bé Helton này sẽ khiến cho Heathcliff buông bỏ thù hận. Heathcliff, anh nhận thằng con trai của Hinley về nuôi. Ngày xưa ba thằng bé đối xử với anh ra sao, đầy đọa anh ra sao, thì bây giờ anh đầy đọa thằng bé y hệt như vậy. Cái chết của Catherine chỉ có thể khiến Heathcliff anh độc ác hơn mà thôi. Isabella, cô không chịu nổi sự hành hạ của Heathcliff, cô bỏ lên London sống trong lúc bụng mang dạ chữa. Cô có thai cái đứa con của Heathcliff là con trai. Cô dùng cái họ Linton của mình đặt tên cho con trai mình, lấy tên Heathcliff làm họ, Linton Heathcliff. Cái chuyện đặt tên cho con này nó cũng nói lên rất rõ cái sự phân chia giai cấp rạch ròi như thế nào thời bấy giờ. Trong thâm tâm của Isabella, cô thần tượng Heathcliff là vậy, cô yêu Heathcliff là vậy, cô sẵn sàng phản bội anh mình, sẵn sàng cãi chị dâu mình, bỏ nhà đi theo Heathcliff. Thế nhưng trong thâm tâm của cô, chưa bao giờ cô coi Heathcliff là người của Earnshaw hết. Cô chưa bao giờ nghĩ Heathcliff mang họ Earnshaw. Do đó mà khi cô đặt tên cho con trai mình, thay vì cô đặt là Linton Earnshaw, thì cô đặt tên nó là Linton Heathcliff. Heathcliff mãi mãi là đứa con hoang không họ. Sau khi sinh con xong, thì Isabella lâm bệnh qua đời. Di nguyện của Isabella là giao cái thằng con trai Linton của mình cho anh trai của mình là Edgar nuôi nấng.
Edgar đó, cái thằng cháu trai của mình về nuôi chưa được bao nhiêu ngày thì Heathcliff đến đòi con. Thời gian lặng lẽ trôi, 18 năm nó trôi qua nhanh như chớp mắt vậy các bạn. Linton lớn lên, mang trong người đủ bệnh, thân thể yếu ớt, yếu đuối như con gái. Heathcliff anh không hề thương cái đứa con này của mình. Cái cơ bản là anh đâu có yêu mẹ nó đâu. Cho nên mới có cái câu nói vui là đàn ông họ có thể từ con mình để nhận con của người khác về nuôi, nuôi con của người mà họ yêu. Lúc này thì Catherine nhỏ các bạn trong vòng tay cha mình. Cô lớn lên từng ngày trong cái điền trang đó, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, thừa hưởng cái tính cách kiên cường mạnh mẽ cứng cỏi của mẹ mình và cái trái tim nhân hậu của cha cô. Cái cách mà đạo diễn lần lượt quay hai cái đứa trẻ này, Linton và Catherine nhỏ, nó khiến cho khán giả có thể mong chờ một cái điều hết sức là thú vị ở cái thế hệ sau này. Và chúng ta cũng thầm mong rằng đó không phải là cái bi kịch tiếp theo. Edgar, anh cấm tụi con gái mình là không có được đến gần cái con đồi đó, khiến con bé nó luôn không hiểu gì sao mà cha nó cấm không cho nó đến gần cái con đồi đó. Hilton, con trai của Henley, tức là cháu kêu Catherine bằng cô, được Heathcliff nhận về nuôi, được cái tên bảo chúa này nuôi nấng lớn lên từng ngày, mang tiếng là nuôi nấng. Thật ra Heathcliff xài thằng nhỏ như là xài cái miếng giả lam. Con trai Henley lớn lên, thất học, nó cho ăn học ngày nào đó các bạn, trở thành một cái đứa thanh niên cục súc, lầm lũi và tự ti, và làm việc quần quật như con trâu, và sợ Heathcliff một phép luôn. Trong nhà không có nuôi đầy tớ gia nhân nào cả. Hilton coi như là cái đứa đầy tớ gia nhân, làm hết công việc trong nhà luôn, từ việc nhỏ cho tới việc lớn, gánh nước trẻ cũ. Và Heathcliff phớt lờ cho con trai của mình là Linton, nhạo báng thằng Hilton con trai của Henley, y hệt như ngày xưa Henley lúc còn sống nhục mạ Heathcliff mỗi ngày. Đó cũng là một cách trả thù, cũng là một cách mà Heathcliff anh trả cái thù năm xưa. Định mệnh, người ta nói chuyện như giấy không gói được lửa. Người ta nói là con người mình hai bàn tay không có bao được cả cái bầu trời. Chứ dù Edgar ông có muốn bảo vệ cái đứa con gái mình như thế nào thì định mệnh trớ trêu cuối cùng cũng khiến cho hai đứa trẻ này gặp nhau. Cái hôm đó là đang dạo chơi tại thảo nguyên thì Catherine nhỏ nó cứ mải mê đi tìm cái tổ trứng chim á, mà nó quên luôn là nó đang từ từ nó đi lên cái ngọn đồi hồi nào nó hay luôn, ngọn đồi gió hú á các bạn, là cha nó lúc nào cũng cấm nó, nói là trên đó đó là cái ngọn đồi ma ám, cấm nó tuyệt đối không được bén mảng tới gần. 18 năm con bé lúc nào nó cũng nhìn về cái ngọn đồi đó dưới một cái sự hiếu kỳ tò mò, nhưng chưa bao giờ nó dám thử một lần tiến tới gần. Thì vú nuôi cũng giống như ngày xưa lúc mà Catherine lớn còn sống, bà đi theo bà hầu Catherine. Thì bây giờ con gái của Catherine, Catherine nhỏ thì vú nuôi cũng đi theo hầu đó. Thì thấy con bé nó đi về cái hướng ngọn đồi đó thì vú nuôi lật đật chạy theo nó. Vú nuôi hốt hoảng rượt theo nó nhưng quá muộn. Tại đây Catherine nhỏ nó đụng phải cậu thanh niên, đó là Hilton, đang cùng với Heathcliff cưỡi ngựa tiến về phía cô. Heathcliff cúi xuống đưa tay đỡ Catherine nhỏ lên ngựa. Anh phóng ngựa đưa Catherine nhỏ về nhà. Nhìn cái cảnh tượng đó trong lòng vú nuôi dấy lên cái nỗi sợ hãi không tên. Những gì mà vú lo sợ rồi cuối cùng nó cũng xảy ra. Cái hình ảnh của Catherine nhỏ y hệt mẹ cô năm nào khiến cho Heathcliff càng đau đớn, càng như con thú bị thương chỉ có muốn phản công. Heathcliff quyết định xúc tiến cái việc trả thù năm xưa. Thời cơ đã đến, đưa Catherine nhỏ về cái ngọn đồi dấu hú cho Catherine gặp mặt con trai của mình. Heathcliff anh nói là hai đứa là họ hàng với nhau, để chào hỏi nhau đi. Heathcliff anh mới giải thích cho Catherine biết là Edgar, cha của con bé, cấm không cho con bé bén mảng tới ngọn đồi dấu hú là bởi vì cha của con bé khinh khi anh cái thân phận thấp hèn, không có xứng đáng để cưới Isabella. Bằng cái cách đó Heathcliff đã lấy lòng được con bé. Bởi vì các bạn đừng quên là Catherine nhỏ là nó được thừa hưởng cái trái tim nhân hậu của cha nó, một cái trái tim thương người tin người. Cái lời nói của Heathcliff khiến cho con bé quay trở về nhà chất vấn cha mình, nó tại sao cha lại nói dối con. Edgar lúc này không còn cách nào nữa, phải đem cái chuyện thù hận năm xưa kể hết cho con gái mình nghe. Nhưng mà con bé nó không tin. Heathcliff anh dùng cái quyền làm cha của mình bắt ép thằng Linton, nó vừa yếu thể xác nó vừa yếu tinh thần, bắt nó phải viết một cái lá thơ. Anh đứng anh đọc cho thằng con trai anh nó viết. Đó là những cái lá thơ mà Heathcliff anh muốn Linton con trai anh nó viết cho Catherine nhỏ. Thế nhưng đó là những lời yêu chân thật từ trong đáy lòng của anh dành cho nàng Catherine ở dưới mộ. Thì các bạn thử nghĩ đi, Catherine nhỏ làm sao mà cưỡng nổi qua những cái dòng thơ, qua những cái lá thơ tỏ tình đó. Nó yêu Linton hồi nào cũng hay, nó yêu con người Linton qua những cái dòng thơ đó, chứ không phải là nó yêu cái con người Linton bằng xưa bằng thịt ở ngoài đời.
Vú nuôi nhận được bao nhiêu thơ là xé bỏ hết. Trong khi Edgar thì quản thúc con gái mình thiệt là nghiêm ngặt luôn. Bây giờ thì hết cách rồi, thì Heathcliff anh phải nghĩ tới một cái mưu kế khác. Anh tìm cách bắt cóc Catherine nhỏ, đem về nhốt nó tại cái tòa lâu đài của mình ở trên ngọn đồi gió hú. Tại đây Heathcliff không ngần ngại ra mặt luôn. Khi mà con bé nói những cái lời không vừa lòng anh không ngần ngại tát tay nó. Phải nói là hắn đánh con bé không thương tiếc luôn. Cái con bé Catherine nhỏ này, cái tính khí mà quật cường như mẹ nó, đâu dễ gì để cho Heathcliff khiếp đáp nó. Nó có bị đánh chết nó cũng không đồng ý lấy Linton, con trai của Heathcliff. Linton nó gọi cha ruột của Catherine nhỏ là cậu. Cha ruột của Catherine nhỏ là cậu ruột của Linton. Và mẹ ruột của Linton là cô ruột của Catherine nhỏ. Đó là một cái quan hệ họ hàng rất là gần, là bà con cô cậu. Làm sao có thể lấy nhau, là một cái quan hệ anh em họ hàng gần. Thế nhưng sau khi Catherine nhỏ, nó hay tin là Edgar, cha của nó bị bệnh nặng, để được gặp cha mình lần cuối, thì Catherine nhỏ nó đồng ý kết hôn với Linton. Cầm bút ký tên vào cái tờ giấy hôn thú, ký tên rồi thì Catherine nhỏ nó được quay trở về nhà gặp cha mình. Edgar nằm trên giường bệnh gặp lại được đứa con gái mình. Edgar anh mừng đến rơi nước mắt, nhưng cũng đau khổ khi hay tin là con gái anh đã thành hôn với con trai của kẻ thù. Edgar qua đời trong đau đớn, anh chết không thể nhắm mắt, nhìn con gái mình và tài sản của mình bị kẻ thù tước đi. Và cái thằng con trai của Heathcliff, sau khi nó kết hôn không bao lâu thì nó cũng bị bệnh nặng qua đời. Cái thằng bé này khi nó sinh ra là nó đã có một cái thể xác rất là yếu ớt rồi. Cái chết của Linton khiến cho Catherine nhỏ trở thành quá bụa rất là sớm luôn. Coi như là cả cái điền trang của dòng họ Linton bây giờ là thuộc về Heathcliff luôn. Lúc này thì trở về cái cảnh đầu tiên mới vào phim. Cái điền trang của dòng họ Linton bây giờ là Heathcliff. Anh cho thuê và anh bắt Catherine nhỏ về cái căn nhà trên ngọn đồi dấu hú, sống với mình, làm việc như con ở đó. Coi như nguyên cái lâu đài lớn vậy, không có nuôi gia nhân đầy tớ nào hết, mà chỉ có cái thằng Hilton với lại Catherine nhỏ là một cái thằng đệ tớ và một cái con ở làm gì quần quật cho con trâu, phục dịch cho Heathcliff, không cho anh học gì hết, cho hai đứa nó lớn lên trở thành những cái đứa lạnh lùng và cục súc thất học. Lockwood sau khi ngồi nghe vú nuôi kể tới đây, anh không biết phải nói như thế nào, bởi vì cái câu chuyện nó quá là nặng nề. Anh cảm thấy chán ngán và ghê sợ cái người chủ nhân của ngọn đồi đó. Lockwood đang trả nhà không thuê nữa, quay trở về London. Cái điền trang nó coi như bỏ hoang, và cái ngôi nhà ở trên ngọn đồi giờ đây chỉ còn lại một mình Heathcliff với lại Hilton và Catherine nhỏ và vú nuôi Nellie, bốn người. Lúc đầu thì Catherine nhỏ nó hoàn toàn nó không thích cái tính cách lầm lì cộc cằn cục súc của Hilton, giống ý hệt mẹ. Catherine nhỏ nó không dễ dàng được bị khuất phục, nó rất hận cái người dượng, đồng thời cũng là cha chồng máu lạnh của nó, kẻ đã hủy hoại gia đình nó. Giờ nó quay sang nó thù địch và nó tàn nhẫn với lại Hilton, người anh họ của nó luôn. Hồi nãy bác sĩ đã diễn giải cái quan hệ giữa Catherine nhỏ với lại Linton, con trai của Heathcliff rồi. Để bây giờ bác sĩ nói cái quan hệ giữa Catherine nhỏ với lại thằng Hilton, con trai của Henley cho bạn nghe. Mẹ ruột của Catherine nhỏ là cô ruột của thằng Hilton, và cha ruột của thằng Hilton là cậu ruột của Catherine nhỏ. Có nghĩa là hai đứa này cũng là cái quan hệ anh em cô cậu luôn, một cái quan hệ họ hàng rất là gần. Heathcliff anh bắt vú nuôi Nellie về ngọn đồi gió hú ở coi sóc nhà cửa cha. Nhờ có vú nuôi ở đó mà Catherine nhỏ nó được vú nuôi cảm hóa, nó từ từ dần dần Catherine nhỏ nó không còn lạnh lùng, nó không còn thù địch với lại thằng Hilton nữa, mà nó cảm thấy nó tội nghiệp thằng nhỏ. Các bạn đừng có quên là Catherine nhỏ nó sinh ra là với cái trái tim mềm mỏng, trái tim nhân hậu của cha nó. Chính Catherine nhỏ nó đã dạy cho thằng Hilton biết chữ, dạy học cho thằng Hilton mỗi ngày. Hilton nó học rất là nhanh, ở chung với Heathcliff có cho học hành gì đâu, mù chữ từ nhỏ lớn luôn. Hai đứa trẻ này nó bầu bạn với nhau, giờ nó đem lòng yêu nhau hồi nào cũng hay luôn. Các bạn tưởng tượng đi, ở một cái nơi đèo heo hút gió, ở tước trên một cái ngọn đồi có gió hú, gió gào thét quanh năm thôi, không có một cái bóng người, bóng ma còn không có, làm gì có bóng người, thì hai đứa nó nông thương nhau, thương ngay bây giờ. Không lẽ nào thương Heathcliff, thương một cái con thú điên cuồng đó. Heathcliff anh bị hồn ma của Catherine ám ảnh tới điên loạn. Các bạn có tưởng tượng là anh nói chuyện với vong hồn của Catherine mỗi ngày, anh đào mồ nàng lên, anh luôn tưởng tượng là Catherine đi lại trong nhà anh mỗi ngày, khiến cho vú nuôi rất là sợ và rất là lo lắng cho anh. Catherine nhỏ thì nó công kích Heathcliff ra mặt luôn, bởi bây giờ nó không có còn sợ bị Heathcliff tát tay nó nữa, bởi vì nó biết đó, lúc nào nó cũng có thằng Hilton đứng sau lưng chống lưng nó. Nó biết là Hilton sẽ bảo vệ cho nó. Các bạn phải hiểu là Hilton nó sợ Heathcliff một phép luôn, nhưng mà sợ là sợ. Thế nhưng trước mắt người đẹp, đối với cái người con gái mà nó thương, thì nó sẽ trở thành anh hùng. Mười Heathcliff cũng nhầm nhò gì đối với nó. Nói thì nói như vậy, nhưng cái con người của cái thằng Hilton này nó lạ lắm các bạn.
Nó lạ chỗ là nó khác với lại Catherine nhỏ rất là nhiều. Mặc dù là nó sinh ra từ một cái người cha tàn nhẫn như là Hitler, nhưng nó lại có một cái trái tim rất là nhân từ. Mặc dù Heathcliff đối xử với nó rất là tệ bạc, coi nó giống như là gia nhân đầy tớ trong nhà, nhưng thằng bé Hatton nó vẫn nhất mực thương yêu Heathcliff và coi ông như là cha ruột của nó vậy. Trong thâm tâm thằng bé, Heathcliff như là người cha thứ hai của nó vậy. Nó không cho phép Catherine nhỏ nói bất cứ một lời bất kính nào với Heathcliff, thậm chí là sau lưng ông. Chính cái lòng nhân từ bác ái này của Hatton nó đã cảm động và cảm hóa được Catherine nhỏ. Cái đêm đó, trời lại nổi cơn giông tố, có tiếng ai đó gõ cửa nhà. Thì cái ông quản gia bước ra mở cửa. Cái cảnh này là trở lại cái cảnh của lâu đài. Khi mà Lockwood đến nhận cái điền trang đi lạc đường đến cái lâu đài đồ gió hú này. Thì sau khi mà quản gia mở cửa cho Lockwood đi vô rồi đó, thì cái cô gái ngồi bất động ở cái bàn ở đằng xa chính là Catherine nhỏ lạnh lùng bây giờ. Thì Catherine nhỏ là nó dắt Lockwood vô trong cái phòng ngày xưa mà hai người mẹ nó với lại Heathcliff là thường nằm ở đó là chơi đùa với nhau. Thì tại đó Lockwood nhìn thấy được cái hồn ma của Catherine hiện ra giá trị. Kinh hoàng, Lockwood đánh đầu chạy ra ngoài thì đụng phải Heathcliff và Catherine nhỏ đứng ở hành lang ngoài. Lúc đó nghe Lockwood kể là Heathcliff chẳng những không sợ mà anh còn lao vô trong phòng gọi tên Catherine. Catherine, có phải em hay không? Có phải em đã hiện ra rồi không? Em đừng đi, em đừng bỏ anh, em hãy đợi anh. Lockwood hoảng sợ tột độ chạy xuống nhà ngồi với dưới mưa và Catherine nhỏ, để lại Heathcliff ở trên lầu một mình trong căn gác đó. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết sáng ngày hôm sau, vú nuôi đứng ở dưới sông nhìn lên thì phát hiện là cái cánh cửa sổ trên cái căn gác đó, cánh cửa sổ vẫn đang quan. Vú chạy lên thì phát hiện Heathcliff nằm ở trên giường mắt mở trừng trừng. Heathcliff đã chết từ đêm hôm qua rồi. Là hồn ma Catherine đến dắt anh đi. Toàn bộ tài sản thuộc về hai đứa nhỏ, Catherine nhỏ và Hatton. Trong cái câu chuyện này là các bạn, Hatton con trai của Hindley là cái đứa tội nghiệp nhất. Vừa chào đời thì mất mẹ, bị người cha nghiện ngập cờ bạc rượu chè bỏ bê không dần nó tới. Được Heathcliff nhận về nuôi, nhào nặn nó thành một người thấp hèn nhất trên đời. Thế nhưng, như ba Xuyển đã có lần nói qua, trong khi mà ba Xuyển kể cái bộ phim Ảo Ảnh Cuộc Đời cũng như cái bộ phim Đạo Sĩ Hạ Sơn cũng vậy, ba Xuyển có nói là con người mình đúng thật là phần nhiều là bị ảnh hưởng bởi cái cách nuôi dạy. Thế nhưng, cái gọi là cốt cách con người thì sẽ không gì cái môi trường mà nó lớn lên hay cái cách nuôi dạy mà có thể xấu đi hoặc tốt hơn. Hatton nó sinh ra nó thừa hưởng cái dòng máu thanh cao của ông bà cha mẹ giàu có của nó. Cho nên cho dù nó sinh ra từ người cha nhẫn tâm, chẳng biết thương người, và nó lớn lên trong một cuộc sống cô đơn lầm lũi, không có tình yêu thương, một cái cuộc sống cơ cực lầm lũi như vậy, chỉ có thể khiến cho cái thằng bé trở nên tự ti, mặc cảm. Từ đó nó trở nên lầm lì, cọc cằn, cục xúc, bẩn tính và thiếu thân thiện. Thế nhưng cái tấm lòng nhân hậu của nó vẫn còn đó. Thiếu thân thiện không có nghĩa là không có nhân hậu. Nó một lòng tôn kính và hiếu thuận Heathcliff vậy, người cha nuôi mà ghét bỏ nó, đày đọa nó, hành hạ nó. Và mặc dù nó biết rõ Heathcliff là người hại chết cha nó và ghẻ lạnh tàn ác cho nó mỗi ngày, nhưng cái trái tim của thằng Hatton nó không có biết thù hận. Đạo diễn mượn cái hình ảnh Hatton này để dạy cho chúng ta một cái bài học về cái lòng vị tha sau cái chết của Heathcliff bằng cái trái tim yêu thương. Hai cái đứa trẻ này nó không có lặp lại bi kịch của đời trước, nhờ bởi cái trái tim nhân hậu của hai đứa mà tụi nó kết thúc bằng một cái hôn nhân đầm ấm. Catherine nhỏ kết hôn với Hatton, chấm dứt mọi hận thù. Đồ Gió Hú là một câu chuyện tình thù hận, phải nói là nó ám ảnh dai dẳng người xem. Nó cuốn khán giả vào một cái cơn lốc cuồn cuộn hải hùng với những cái bóng ma kêu gào ai oán, cùng cái tiếng gió hú xé nát màn đêm. Cái chấn đồng hoang trống trải mênh mông đó tuy bao la là vậy, nhưng nó lại ngột ngạt đến khóc thở được. Nơi mà con người bị đè nặng bởi hận thù nặng nề da dặn đó, cái lòng hận thù các bạn, nó cho chúng ta được gì? Chẳng gì cả. Có chăng là cái thứ cảm xúc hiểu hoặc mơ hồ, để rồi chìm đắm vào cô độc không lối thoát. Tác phẩm Đồ Gió Hú này không đơn thuần nó chỉ viết về sự trả thù, mà nó còn chứa đựng một cái mối tình sử bi ai để hận đến đời sau, kể về cái mối tình dữ dội, đau đớn và ám ảnh, cái thứ tình yêu đầy mâu thuẫn mà nó giằng xé tâm can con người. Một cái loại tình yêu quan trái, vì yêu quá mà hóa hận, chỉ muốn quay lại để hủy hoại, nhưng vẫn yêu điên cuồng. Yêu đến mức dù oán hận nhưng vẫn không thể xa rời nổi, vẫn không sao quên được, và phải sống với cái nỗi đau không thể gọi thành tên đó cho đến hết đời. Heathcliff cuối cùng rồi cũng trả được thù, nhưng lại trở thành người cô độc, và cuối cùng chết như mong muốn.
có thể ở bên cạnh người mình yêu. Đây không phải là một tác phẩm chỉ nói về thù hận, mà nó còn nói lên tham vọng chiếm hữu của con người. Chính cái sự ích kỷ muốn chiếm hữu và cái khát khao phục thù của một người, nó đã nhấn chìm cả hai cái thế hệ du tội xuống tận cùng của sự khổ đau. Cái ngọn đồi cô quạnh đó, nó cũng như cái tình yêu cô độc của họ vậy. Gia đình, địa vị xã hội, cả cái số phận cũng rất đâm chống lại họ. Cùng với cái bản tính dữ dội và cái sự ghen tuông đã góp phần hủy diệt họ. Đối với họ mà nói, cái chết chỉ là một sự khởi động để cho hai cái linh hồn mãnh liệt đó có thể tự do gặp lại nhau. Trong những đêm hoang vắng, khi những ngọn gió điên cuồng tràn về quanh cái căn nhà treo lên trên cái ngọn đồi đầy tiếng gọi của gió đó, cái mảnh đất bạc ngàn gió xé sắc mặt căm tức đó, nó đã trở thành một cái nỗi ám ảnh. Không chỉ riêng với Catherine và Hedrick, mà cho tất cả chúng ta, các độc giả, các cơn gió hoang dung trải dài gào thét giữa đam mê và thù hận, một câu chuyện tình bi thương nhất mà con người có thể viết nên. Cái tên Đồi Gió Hú nó khiến cho tác phẩm được biết tới như là một cái câu chuyện ma. Thoạt đầu xem thì người ta cũng tin đây là một cái phim ma, bởi cái câu chuyện nó mở đầu giữa cái ngọn đồi hoang vu mà gió rít từng cơn như vậy. Một cái ngọn đồi đơn côi không một bóng người, chỉ có những con người cô đơn đó lần lượt chết đi nằm trên ngọn đồi đó mà thôi. Nếu như có một cái âm thanh nào đó khác thì đó là cái tiếng của ma quỷ hiện về để ám ảnh, để đòi mạng một ai đó. Nó khiến cho gió gào thét không bao giờ ngưng nghỉ, nổi lên giữa một cái bức tranh núi đồi hoang vu như vậy. Không người, mà chỉ có gió hú từng cơn quét qua những cái tiếng đá lặng lẽ len lỏi vào trong cái ngôi nhà ám ảnh bởi những quan hồn chết yểu. Cùng với cái hình ảnh ngôi nhà thờ đổ nát gần đó, tác giả đã lần lượt cho đội mồ sống dậy từng hình nhân một, cho chúng ta thấy rõ ràng nhân dạng và nhân tính của từng người. Họ đều là những người bình thường như chúng ta đây, nhưng là để cho sự khinh miệt và thù hận biến họ thành những cỗ máy trả thù lạnh lùng. Cái tác phẩm Đỉnh Gió Hú này phải nói nó là một cái bức tranh tình yêu rất là đẹp luôn, và cũng rất là ám ảnh bởi cái tính cách của nhân vật trong tác phẩm, cũng như dòng chảy của câu chuyện, bởi đau khổ mà con người phải trải qua trong cuộc đời để cuối cùng nhận ra rằng con người cần dũng cảm thừa nhận và thành thật với cái lựa chọn của mình. Nếu như không muốn đến phút cuối cùng khi đã mất người rồi thì có thù hận cũng chỉ là vô nghĩa. Ra mắt năm 1847, cái quyển tiểu thuyết này đón nhận không biết bao nhiêu lời bình, rất nhiều lời bình trái chiều từ độc giả cũng như từ cái giới phê bình. Người ta khó giải thích được cái lòng thù hận dữ dội trong cái tác phẩm Đồi Gió Hú này, chỉ biết có thể chấp nhận nó như là cái câu chuyện trần trụi, câu chuyện dữ dội mà ai đọc rồi cũng phải thốt lên rằng là ai đã giết nó vậy. Bởi Emily, cô viết cái tác phẩm Đỉnh Gió Hú này dưới cái bút danh của đàn ông. Emily, tác giả của cái quyển tiểu thuyết Đỉnh Gió Hú này, sinh năm 1818, là con gái của một mục sư nghèo. Cha mẹ cô qua đời vì bệnh ung thư. Cái hoàn cảnh sống khó khăn nó đã khiến cho cái khiếu văn học của ba chị em này nó nảy nở một cách lạ thường luôn, khiến cho ba chị em đều trở thành văn sĩ nổi tiếng. Trong đó có cô chị lớn Charlotte đã viết nên cái quyển tiểu thuyết Jane Eyre lừng danh mà ba sĩ đã có kể cho các bạn nghe, là một cái quyển tiểu thuyết kinh điển suốt đời quanh quẩn ở trong nhà giữa một cái khung cảnh thê lương nơi làng quê hương hoang vắng như vậy. Chính cái môi trường sống nó đã cho phép Emily ẩn mình trong cái thế giới riêng của cô mà viết nên cái câu chuyện độc đáo này. Một cái ngọn đồi hoang vắng không có lấy một bóng người, chỉ có hồn ma dậm về gào thét một cách thống khổ để tìm kiếm cái tình yêu của mình. Những cái tiếng khóc than ân hận như bồ sâu tưởng chừng như là cái tiếng gió hú nó vang lên trên cái ngọn đồi quan nghiệp đó. Và cho tới ngày hôm nay, không ai hiểu nổi tác giả là một cái cô gái trong sáng dịu dàng, điều gì đã khiến cô viết nên một cái tác phẩm, cái câu chuyện dữ dội và tăm tối đến thế. Khi mà bạn sống khép kín với thế giới bên ngoài thì bạn chỉ có thể viết nên một cái tình yêu đẹp đẽ với một cái kết thúc có hậu, đúng không? Không thể nào là một cái câu chuyện tan nát cõi lòng với cái kết cục bi thảm như là Đỉnh Gió Hú được. Mình đọc cứ như là tác giả là một người từng trải hiểu đời lắm vậy. Emily cô chỉ viết đúng một cái quyển tiểu thuyết này thôi, trước khi qua đời ở cái tuổi 30 vì bệnh lao phổi. Nhưng cái tác phẩm Đỉnh Gió Hú có 102 này của cô lại nổi tiếng với tài tình. Sự thật các bạn, viết nhiều viết ít nào có quan trọng, nếu hay thôi thì chỉ cần một cũng đủ để đời, đúng không các bạn? Sự thật đó, là cái sức mạnh của tác phẩm Đỉnh Gió Hú này nó mạnh hơn cả cuồng phong, nó quay cuồng tất cả những ai muốn hiểu thêm gì văn chương, muốn tìm tòi, muốn khám phá thêm về cái sự phát triển cái tính cách của con người. Đỉnh Gió Hú nó đã khiến cho độc giả quay cuồng đến tận 200 năm sau. Sự điên cuồng và mãnh liệt của tình yêu và thù hận của Heathcliff và Catherine vẫn khiến cho con người đau khổ bàng hoàng. Sự thật là con người mình
cho dù có tiến hóa tới đâu thì vẫn bị chi phối bởi cảm xúc của con tim nhiều hơn là lý trí. Đúng không các bạn? Đúng quá còn gì phải không các bạn? Cho nên chúng ta có thể cảm thông và tha thứ được cho những cái hồn ma trong ngọn đồi cô độc này. Các bạn nghĩ đi, ở vào đầu thế kỷ thứ 19, thế gian ngập tràn chất thơ. Cái thời đó là cái thời của thơ ca. Đỉnh vô hú nó nổi lên như một cái gì đó rất dữ dội giả mạnh. Genre nó êm đềm và nó lãng mạn bao nhiêu, nó thanh thản, nó an toàn bấy nhiêu. Thì đỉnh vô hú nó dữ dội và đau đớn, ám ảnh và nguy hiểm bấy nhiêu. Bởi cái hận thù và cái lỗi lầm nó đeo bám con người ta một đời. Đỉnh vô hú nó không nên thơ, nó không đẹp như Romeo Juliet, khiến cho ai nấy đều không tiếc ngôn từ đẹp đẽ để nói về nó, mà là một cái tình yêu trần trụi dưới cái góc nhìn chân thật nhất, cho chúng ta thấy được cái sự xấu xa của cái lòng thù hận. Cái hay của tác giả là cô đã không dùng những cái quan điểm đạo đức thông thường để phán xét, để viết về tình yêu, mà cô chỉ tập trung mô tả diễn biến tâm lý nhân vật, cho chúng ta thấy được một cái mối tình mãnh liệt nhưng cũng nghiệt ngã lâm than, để cho chúng ta được quyền tự mình phán xét là nên yêu hay nên ghét bỏ họ. Đó là về tác phẩm. Chiếc sách đã khó, dựng phim càng khó hơn. Đỉnh vô hú không phải là một bộ phim dễ làm đâu các bạn. Khi mà bạn phải chuyển tải một cái câu chuyện dữ dội, trái đạo đức như vậy, nhưng vẫn lấy được trái tim của khán giả là một cái chuyện không dễ. Cái bộ phim là nó tái hiện thành công cái không khí âm u rợn người, lạnh lẽo của cái làng quê nước Anh với cái phong cảnh mồ mả và những cái hồn ma lang thang. Và đạo diễn đã xây dựng nên thành công một cái hình ảnh của một Heathcliff vừa đáng giận vừa đáng thương, và một Catherine đúng ý hệt như chuyện miêu tả, kiều diễm nhưng là ích kỷ và ngốc nghếch, đưa người xem đi từng cung bậc cảm xúc, từ trách đi đến cảm thông cho hai cái con người mà trời sinh lỡ mang con tim đặt lên trên đầu. Trong đó có ba sĩ, phải nói là ba sĩ thích nhất là cái phiên bản xưa nhất luôn, quay năm 1931, và cái phiên bản năm 2009. Cô đào Juliet có cắn mắt rất là cương quyết nhưng cũng đầy chịu đựng. Xem phim của anh đó, bà Xuyển rất là thích luôn, và bà Xuyển cứ nói đi nói lại hoài là một cái hình ảnh là nguyên một cái đồng cỏ xanh rì luôn, cảnh đồng quê của nước Anh dài, những cái lâu đài cổ kính. Đó là một cái hình ảnh phải nói là nó tiêu biểu không thể thiếu được trong các cái phim kinh điển của anh. Những cái ngọn đồi cỏ xanh rì, những cái tòa lâu đài, cảnh đồng quê bên Anh luôn là nguồn cảm hứng không ngừng cho các tác phẩm văn học kinh điển. Giọt sai trong tác phẩm của Emily nó hiện lên trên màn ảnh như một cái sự ám ảnh khôn nguôi. Những cái tảng đá họ chất chồng lên nhau ngang dọc, nó tạo thành một cái bờ tường ôm cong dắt vào cái tòa lâu đài. Xa xa thấp thoáng có những cái ngôi mộ siêu dẹp, tạo nên một bức tranh rùng rợn, nó như muốn tái hiện là cái số phận của những kẻ nằm sâu dưới mộ kia. Cái sự hoang sơ của cái ngọn đồi nó đại diện cho cái sự đen tối không có tương lai của các mối tình lập giai cấp thời đó. Do cái sự mênh mông vắng lặng của nó, cái đủ an toàn để nhân cách con người có thể phơi bày trần trụi hình hài, nơi mà suy nghĩ sâu thẳm nhất của con người có thể không ngại ngùng phơi bày tại đây. Những cái suy nghĩ dị kỷ mà cái mức độ tàn nhẫn còn hơn cả cái hiện thực khắc nghiệt của cái cuộc sống thực tế nơi đó, giai cấp thời đó, mấy ai dám vượt qua các bạn? Chẳng trách mà tác giả đã để cho tình yêu của Catherine và Heathcliff chết một cách tức tử như vậy, chết trong đau đớn. Chỉ có chị ruột của tác giả, người sống cùng thời với Emily, mới dám xây dựng một Jane Eyre xuất thân cô nhi thấp hèn, nhưng lại dám yêu ngài Rochester quý tộc mà thôi. Cho nên Jane Eyre mới lừng danh. Xem cái bộ phim Đỉnh Gió Hú này nè, hay là đọc cái tác phẩm Đỉnh Gió Hú này, chúng ta nghiệm ra được rất là nhiều điều ba sĩ muốn nói đến. Trước tiên ba sĩ muốn nói đến đó là cái triết lý về tình yêu trong cái Đỉnh Gió Hú này. Triết lý của nó là hãy để tình yêu phát triển tự nhiên theo bản năng. Con người tập quán là sống bầy đàn, do đó mà con người sinh ra không phải để cô đơn. Vì không thể cô đơn cho nên con người mình mới dựa nhau, gần nhau để mà sống và gắn kết với nhau thành một cái tập thể cộng đồng. Từ cái mối quan hệ cộng đồng đó mới sản sinh ra những cái tình cảm khác nhau. Trong số đó có một cái thứ tình cảm mà khiến cho con người ta đam mê và cuồng dại nhất gì nó, chính là tình yêu. Thường khi con người ta đã hết yêu thì còn lại chỉ là thù hận. Nhưng trong Đỉnh Gió Hú, hận thù lại trào dâng là bởi vì tình yêu vẫn còn đó chưa nguôi. Thiên nhiên trong Đỉnh Gió Hú chính là hiện thân của tất cả những ai sống trong cái câu chuyện đó. Ngọn gió gào thét dữ dội cũng giống như cái sự hỗn loạn trong tâm thức con người, nó liên tục, nó hành hạ, dày vò các nhân vật sống trên ngọn đồi. Catherine cô sắc như gai, khiến cho ai đó chạm vào điều rỉ máu và đau đớn. Và Heathcliff thì anh cứng như một cái phiến đá, không thể lay chuyển, bền bỉ một lòng thù hận cho tới phút cuối cùng, nhưng cũng yêu chung thủy sắc sống cho tới cái hơi thở cuối cùng. Edgar
Isabella, Catherine nhỏ. Họ là những cái nhánh hoa leo đẹp và mềm mỏng với cái hương thơm nhẹ nhàng, hương thơm bát ngát. Họ đem hương hoa đến cho cuộc đời này, nhưng là rất chóng tàn, bởi vì bản chất là thuộc loài dễ leo, rất dễ cho người ta dẫm đạp lên. Yêu thích nhau chỉ muốn gần nhau, mặc cho là quan hệ anh em họ hàng, mặc cho sự khác biệt giai cấp. Chính cái thứ tình yêu phát triển tự nhiên theo bản năng này, nó đã đẩy cái câu chuyện lên đến đỉnh cao của văn chương và chạm tới cái tầng sâu nhất của cảm xúc, tạo nên cái tác phẩm vĩ đại có tên là Đỉnh Gió Cuốn. Cái thứ hai mà bác sĩ muốn bàn đến là bộ phim nó nói lên cái sự nhẫn tâm của con người. Hindley, anh của Catherine, đã quá nhẫn tâm với Heathcliff đi. Từ đó mà đã đưa Heathcliff tới cái hận thù. Và chỉ bởi cái hận thù mà Heathcliff đã tàn nhẫn với là Edgar, với Isabella, với Dalton, với cả Linton con trai ruột của anh. Và Catherine nhận những con người vô tội phải chịu chung số phận. Cái thù hận đó thậm chí nó truyền cho tới đời sau. Nó biến Dalton thành cái đứa lớn lên cọc cằn mãn tính. Tạo nên một cái Catherine nhỏ, khiến cho Catherine nhỏ trở thành một cái đứa con gái lạnh lùng. Và nó tạo nên một Linton yếu đuối, sống không có mục tiêu. Kế đến, cái điều thứ ba mà chúng ta nghiệm ra từ cái tác phẩm này, đó là tình yêu không có chỗ cho tự ái. Điều này á là bác sĩ đã phân tích rất nhiều rồi các bạn. Cái lòng tự trọng của Heathcliff bị chà đạp đến cùng cực bởi cái lời nói vô tình của Catherine. Lấy Heathcliff là cô hạ thấp cái giá trị bản thân mình. Cái câu nói này của Catherine nó như là sát muối vào lòng của Heathcliff vậy. Và Heathcliff, anh đã để cho cái lòng tự ái của mình chế ngự, nó biến bản thân anh thành một cái con quỷ dữ chỉ có biết thù hận. Tình yêu thật sự các bạn, nó sẽ lớn hơn cái tôi, nó sẽ lấn át, nó đẩy lùi được cái tôi. Khi cái tôi còn vẫn còn đó, tức là tình yêu của bạn chưa có đủ lớn, bạn yêu người ta chưa có đủ. Cái điều này là bác sĩ đã phân tích rất là nhiều trong các lần kể trước đây rồi. Kế đến cái điều thứ tư mà chúng ta nghiệm ra được qua cái bộ phim này là nó nói lên cái khả năng hủy diệt của con người. Cái ngày mà Heathcliff được lượm về nuôi thì cái sự lương thiện trong lòng cái thằng bé Hindley đã bị hủy diệt kể từ ngày đó. Và cũng cái lòng căm ghét của Hindley đối với Heathcliff á, mà Hindley muốn hủy hoại Heathcliff bằng mọi giá. Catherine, cô yêu Heathcliff còn hơn yêu chính bản thân mình, nhưng cô lại chọn lấy Edgar để có được cái cuộc sống sung túc giàu sang. Cái sự lựa chọn này của cô đã hủy hoại hai người đàn ông mà cô yêu, do hủy hoại luôn chính bản thân cô. Chính Catherine đã gián tiếp hủy hoại Isabella. Nếu Catherine cô không vì giận mà bỏ lơ, nếu cô không có khiêu khích Heathcliff, khiến cho Heathcliff anh lóe lên cái suy nghĩ là muốn mượn Isabella làm công cụ để trả thù, thì Isabella đã không có cái kết cục bi thảm. Cái thù hận của cái con quỷ dữ trong lòng của Heathcliff đã hủy hoại cuộc đời của Isabella. Cái đau buồn mà Heathcliff mang đến cho Isabella, nó đã hủy hoại luôn đứa con của hai người. Linton được sinh ra trong cái hình hài yếu ớt, ốm yếu bệnh tật để rồi chết yểu. Các bạn nghĩ cho một người mẹ mà mang thai với cái tinh thần suy sụp như vậy thì ảnh hưởng rất là nhiều tới thai nhi luôn. Đó là điều chắc chắn luôn. Cái thứ năm mà chúng ta nghiệm ra là bộ phim nó nêu lên được cái tính chất phức tạp của tình yêu. Nếu chỉ với bao nhiêu đó nãy giờ mà bao xuyển phân tích đó thôi thì nó chưa đủ để làm nên cái đỉnh gió hú lần danh năm. Cái độc đáo của cái tác phẩm này là nó nêu lên được cái tính chất phức tạp của tình yêu. Ngài Earnshaw, ông không có thiếu con, nhưng ông lại yêu cái thằng bé mồ côi Heathcliff này một cách không có lý giải được. Heathcliff, bản thân anh là anh nuôi của Catherine, nhưng Catherine lại yêu anh còn hơn là yêu Hindley, anh ruột của cô. Anh nuôi thì vẫn là anh em, nhưng họ lại để cho cái tình yêu nó phát triển tự nhiên, trở thành tình yêu trai gái. Catherine, cô yêu anh nuôi của mình, và Heathcliff, anh cũng đáp lại cái tình yêu của em gái nuôi của mình. Điều này nó quay trở lại, nó dẫn chứng cho cái triết lý đầu tiên mà chúng ta nghiệm ra được từ cái bộ phim này, đó là hãy để tình yêu phát triển tự nhiên theo đúng cái bản năng của nó, là cái triết lý mà ba sĩ phân tích đầu tiên với các bạn. Kế đến, cái điều thứ sáu chính là cái tình yêu thoát phạm. Bộ phim này nó ca ngợi cái tình yêu thoát phạm, thoát tục. Tình yêu ở Catherine và Heathcliff là một cái tình yêu phải nói là vô cùng ngang trái, do hoàn toàn không hề có sự quan hệ thân xác nào ở đây, mà giữa họ chỉ có sự gắn kết về tâm hồn, bởi cái thân xác của họ đã phản bội lại họ, qua diệt nàng để trở thành vợ của người khác, và chàng cũng thế, đã là chồng của người ta. Một cái chuyện tình mà chưa chạm tới cái tầng sâu nặng khi hai thân xác đã là một, nhưng mà cái tâm hồn lại hoàn toàn thuộc về nhau, làm sao có thể? Để bác sĩ trả lời luôn. Cái thời của Emily, thời của tác giả, là không có chuyện vượt rào các bạn nha. Vượt rào thì không, nhưng mà hôn nhau thì có thể. Thế nhưng Catherine và Heathcliff họ yêu nhau khi vẫn chưa trao cho nhau nụ hôn đầu. Nói đến đây, cho bà sĩ hỏi các bạn một câu. Theo như các bạn nghĩ, sự gắn kết giữa hai con người đâu mới là sâu nặng nhất, không thể bứt rời,
là gắn kết thân xác hay là tâm hồn? Để trả lời cái câu hỏi này của ba Xuyển muốn các bạn nhìn lại một lần vào Catherine và Heathcliff. Tuy hai người họ mãi mãi chia cách nhau, nhưng cái cảm xúc về nhau ở trong họ nó đã bọc rễ trong nhau rồi. Cái rễ nó đã lan quá nhanh quá sâu, không có một sức mạnh nào có thể dỗ bỏ nó được, kể cả thù hận. Hận thù của Heathcliff chỉ có thể hủy hoại anh mà thôi, chứ nó đâu có tiêu diệt được cái hình ảnh Catherine ở trong trái tim anh đâu. Đúng không các bạn? Nhiều đó thôi cũng đủ cho một cái án gian lai lán này. Một cái thứ tình yêu bất diệt, thách thức tất cả, kể cả hận thù. Cho dù đó là cái mối thù bền bỉ, thù một cách trung thành luôn, thù cho tới hơi thở cuối cùng luôn. Cái bộ phim này nó có cái hay chỗ là nó có khen và nó cũng có chê. Nó cười chê cái mối quan hệ rối rắm lộn xộn, hay nói rõ hơn là cái mối quan hệ lộn luôn. Khi mà các nhân vật ở trong phim cứ yêu nhau lòng vòng, cứ nhau loạn xạ vậy, cứ như là trên thế gian này không còn ai để cho họ yêu các bạn, khiến cho họ phải yêu trong họ hàng với nhau rồi họ cưới nhau, lấy nhau làm vợ làm chồng. Linton với Catherine nhỏ là cái mối quan hệ rất là gần luôn, là bà con cô cậu. Hilton với lại Catherine nhỏ cũng vậy luôn, cũng là cái mối quan hệ gần, anh em bà con cô cậu, sao có thể lấy nhau được? Nhưng mà cuối phim họ vẫn lấy nhau, yêu nhau lung tung và lấy người trong dòng họ. Là ba Xuyển thấy là nếu tránh được thì mình nên tránh là tốt nhất. Cái kế tiếp mà ba Xuyển bàn đến đó là người tính không bằng trời tính. Cái việc mà Heathcliff ép Catherine nhỏ về sống để làm con sen cho mình, làm cái con ở cho mình để trả thù, vô tình Heathcliff lại trở thành ông Mai để tạo nên cái mối lương duyên giữa Catherine nhỏ với lại thằng Hilton. Và bằng cái trái tim yêu thương, hai cái đứa trẻ này nó đã không lặp lại cái bi kịch của đời trước, mà đã kết thúc bằng cái hôn nhân đầm ấm, chấm dứt mọi hận thù. Và kế đến nữa là bộ phim nó nói lên tình yêu là muôn mặt. Cái thứ tình yêu của Catherine dành cho Heathcliff đó là cái tình yêu bảo vệ và hy sinh. Ngay từ nhỏ, kể từ ngày Heathcliff bước chân vào nhà, là Catherine đã mở rộng vòng tay để ôm, đón nhận Heathcliff vào. Khi Heathcliff và chồng cô gây gỗ, cô đã đứng ra bên vực cho Heathcliff. Sau khi gặp lại Heathcliff, thì Catherine cô nhận ra là bản thân mình chưa hề thôi yêu anh. Là Catherine, cô đã biết mình chọn lựa sai, dây dứt bởi cái lựa chọn sai lầm của mình, để khiến cho cả ba người đều đau khổ. Bản thân cô và hai người đàn ông mà cô yêu, Catherine cô đã nhịn ăn đến chết để tự trừng phạt bản thân. Còn tình yêu của Heathcliff dành cho Catherine thì sao? Đó là cái thứ tình yêu điên cuồng. Và cái tình yêu của Edgar dành cho vợ anh là cái thứ tình yêu sâu đậm, là cái thứ tình yêu mù quáng, rộng lượng và tha thứ. Edgar, anh đã đem lòng yêu vợ của mình, yêu Catherine từ cái giây phút mà họ gặp nhau lần đầu tiên. Edgar đã đem lòng yêu Catherine từ cái phút đầu gặp gỡ. Trước cái bản tính ngang ngạnh của Catherine, Edgar vẫn luôn tha thứ và chấp nhận cô. Biết rõ 10-10 là cái tình yêu của Catherine dành cho anh là cái thứ tình yêu dị kỷ, đầy toan tính, nhưng anh vẫn chấp nhận nó. Bị vợ mình xỉ nhục trước mặt kẻ thù như vậy, cuối cùng Edgar vẫn tha thứ cho vợ mình. Khi cô sinh con, anh đứng bên ngoài đau đớn. Đối với Edgar mà nói, lời của Catherine nói chính là chân lý, việc mà cô muốn làm chính là mệnh lệnh. Nhìn Catherine tự hủy hoại bản thân mình sau khi Heathcliff quay trở về, Edgar, anh vẫn có thể bỏ qua được những cái hờn ghen, ở bên cạnh chăm sóc Catherine vợ anh cho tới phút cuối cùng. Cái tình yêu mà Catherine nhỏ dành cho Hilton là một cái thứ tình yêu hiểu và thông cảm. Nó từ ghét bỏ đi đến chỗ bầu bạn và cuối cùng là yêu nhau. Đây chính là cái tình yêu nó đến từ cái sự hiểu nhau và thông cảm cho nhau. Chính sự thông cảm đã giúp cho đôi bên bỏ qua được cái định kiến để đến với nhau, đi với nhau đến phút cuối cùng. Vậy thì sẵn đây ba Xuyển hỏi các bạn một câu: tình yêu nào là tình yêu dễ dàng nhất, và tình yêu nào là cái tình yêu khó khăn nhất? Ba Xuyển kể đến đây rồi, bây giờ ngồi nghĩ lại thì câu chuyện này có gì ghê gớm đâu. Chỉ là đơn giản là một cái đứa trẻ mồ côi được nhận về nuôi, rồi đem lòng yêu em gái nuôi của mình, sau đó bị phản bội rồi thù hận. Đằng sau cái câu chuyện thù hận đó là bạo hành gia đình thôi. Một cái câu chuyện hoàn toàn đơn giản. Thế nhưng tác giả đã mở ra cái cánh cửa cho chúng ta thấy được sâu thẳm tâm hồn của con người. Con người có thể thù hận được tới đâu, để có thể bạo hành được tới đâu, và tàn nhẫn đến độ nào. Và để lấp đầy cái khoảng trống tâm tối mà con người mình mò mẫm bao nhiêu đời nay, Emily, tác giả, đã dùng một cái ngọn gió mạnh hơn bao giờ hết. Cái ngọn gió trên cái đỉnh đồi treo leng không có sức cản phá, nó khiến cho con người có thể mạnh dạn hơn để đứng dậy, đạp đổ hết mọi cái định kiến của xã hội. Nếu như con người không muốn viết nên cái bi kịch của đời mình. Khác với lại chị của cô đã cho chúng ta hạnh phúc cho một Jenny, dám cưới một người không cùng giai cấp với mình, Emily ngược lại khiến cho chúng ta đau khổ.
vì đã chọn một người cùng giai cấp. Đó là cái sự đối nghịch giữa hai cái tác phẩm lừng danh này của hai chị em nhà Bronte này. Trong Genea, bởi vì dám mạnh dạn lấy một người khác giai cấp của mình mà hạnh phúc, khiến cho tác phẩm lừng danh. Và một bên là chọn lấy người cùng giai cấp của mình trở nên đau khổ, khiến cho cái quyển tiểu thuyết càng thêm lẫy lừng. Cá nhân của Ba Xuyển thì Ba Xuyển lại không thấy được cái đẹp ở cái con người của Heathcliff về sau này. Các bạn nghĩ đi, một người mà có thể ngồi đó bỏ cả cuộc đời mình ra để đếm bao nhiêu cái gạch xa nhau và bao nhiêu cái chấm khi ở gần nhau, lại trở nên mất nhân tính tàn nhẫn đến cái phút cuối cùng thì rất là khó lý giải và khó chấp nhận được lắm. Heathcliff, anh có thể hành hạ Isabella, điều này bác sĩ chấp nhận, nhưng yêu điên dại gần như đến ám ảnh mà lại có thể ra tay tát vào mặt một cái cô gái có cái gương mặt giống như hệt như người mình yêu, lại là cái đứa con gái của người mình yêu, thì nó không có thuyết phục cho lắm. Tất cả bác sĩ nghĩ nó chỉ là cái cớ để vuốt ve cái tự ái của mình thôi. Mà tự ái của một người á, nó có lớn tới mức mà từng đó người vô tội đã nằm xuống rồi mà vẫn không vuốt ve nổi cái tự ái đó hay sao? Cá nhân bác sĩ thì bác sĩ không bao giờ cho là Catherine làm cô gái kỵ. Bác sĩ khẳng định cái điều đó qua cái phân cảnh mà Catherine, cô bị người nhà của Edgar phát hiện ra, gia nhân bắt lôi vô trong nhà, nhưng cô vẫn không lo cho sự an nguy của mình. Và trước sau cô vẫn một lòng lo lắng cho Heathcliff. Cô bảo anh phải chạy đi, chạy thật là nhanh. Cái người con gái tên Catherine này, nói cho đúng hơn là một cô gái tốt, với cái tính cách ngang tàn, có phần nông nổi chứ không ngờ ngờ ngốc nghếch, và càng không ích kỷ. Chính cái tính cách ngang ngạnh đó của cô, nó đã khiến cho cô không có biết cách bày tỏ cái tình cảm của mình một cách đúng đắn, mà trái lại cô thường diễn đạt nó sai qua những cái lời nói không mài dũa của mình, khiến cho đối phương hiểu lầm. Chính bởi vì Catherine, cô hiểu rất rõ, nếu cô chọn lựa Heathcliff thì anh trai của cô Hindley sẽ không buông tha cho Heathcliff đâu. Chọn Edgar đối với cô chính là cái sự lựa chọn tốt nhất. Và nếu thực sự là như vậy thì đây phải nói là một cái suy nghĩ quá là non nớt, quá là sai lầm. Sự thật thì Catherine với Heathcliff, hai người họ chính là cái bản sao của nhau. Họ giống nhau đến lạ lùng luôn. Họ giống nhau đến mức họ có thể hiểu nhau, không cần đối phương phải nói ra, họ cũng có thể đoán được là người kia đang nghĩ gì. Catherine, cô yêu một người, cô lại đi lấy một người khác, rồi lại đau khổ nhìn thấy người mình yêu quay trở về cưới một người khác nữa. Heathcliff, anh yêu Catherine nhưng anh lại đi cưới Isabella. Hai người họ đó, nó giống nhau tới như vậy đó các bạn. Họ giống nhau đến mức mà họ có thể hiểu nhau đến tận cùng, hiểu biết làm sao để làm đau nhau. Đúng thiệt là hai kẻ dại khờ, quá dại khờ đi. Heathcliff, anh đã thành công khi mà làm cho Catherine đau khổ, bởi anh hiểu cô, và Catherine, cô cũng hiểu anh, cô biết anh yêu cô, cho nên cô mới đau khổ dài dò như vậy. Bởi trái tim của anh hoàn toàn thuộc về cô rồi, càng trả thù, anh chỉ càng đau khổ thêm. Bởi vì nhìn Catherine đau, anh rất đau. Chính cái địa vị xã hội và cái sự ghen tuông nó đã hủy diệt họ, nên toàn bộ thời gian thay vì hai người họ yêu nhau, họ chỉ sống trong thù hận và tuyệt vọng. Mà cái chết đối với họ chỉ có ý nghĩa là sự khởi đầu, một sự khởi đầu mới để cho hai linh hồn đó có thể tự do trùng phục khi mà những cơn gió hoang vắng và điên cuồng tràn về quanh cái lâu đài trên cái đồi gió hú đó. Nếu bạn nói với ba xỉn rằng chỉ sau khi mình nhìn thấy được cái sự tàn nhẫn mà một người có thể đối xử với một người, chúng ta mới thấy thuyết phục trước hành động của nhân vật, mới hiểu được tại sao mà họ lại bị cuốn vào một cái vòng tròn mù quáng của hận thù. Nhưng sau khi bị thuyết phục rồi thì chúng ta lại nhìn thấy một hai thành nạn nhân của đòn roi thù hận, nhưng lại có thể mở lòng đi yêu thương kẻ thù. Định gió hú đã đưa chúng ta đi từ cái sự nặng nề trở lại nhẹ nhàng đến khó hiểu luôn. Cả đời Heathcliff, anh quay cuồng ở trong thù hận, anh nghiền nát cuộc đời của tất cả những người thân của Catherine, và anh tự hủy hoại bản thân mình, để rồi cuối cùng hình bóng Catherine vẫn còn đó trong trái tim anh. Heathcliff, anh là một cái gai, là một cái thứ thừa thải trong cái ngôi nhà đó. Duy nhất chỉ có một người là chịu bầu bạn với anh thôi, một người mà không phân biệt chủ tớ, không chê bai anh là một cái đứa hôi hám dơ giấy. Bao nhiêu đó thôi không đủ để cho anh tha thứ Catherine đâu. Giờ còn cái tình yêu mà Catherine dành cho anh về sau này nữa. Nếu như cái nụ cười xinh đẹp của Catherine có thể giúp Heathcliff chịu đựng những trận đòn roi để mà lớn lên, vậy thì cái hình ảnh Catherine ân hận tự trừng phạt bản thân mình, chết dần chết mòn, không đủ cho Heathcliff dừng ta lại. Ở đời sau chúng nó ngây thơ là vậy, chúng nó vô tội là vậy. Thế nhưng Heathcliff, anh lại có thể thản nhiên với cả cái đứa con ruột của mình, là cái điều mà bác sĩ cảm thấy là nó
hoàn toàn nó không có thuyết phục được, không thuyết phục nổi. Có lẽ đây là bài học mà tác giả muốn gửi cho chúng ta chăng? Là tác giả muốn chúng ta xóa giải hận thù, là tác giả cố tình nói cho chúng ta biết là hận thù nó có đủ ma lực để biến con người trở thành ác quỷ, mãi mãi không có hồi đầu, để dạy cho chúng ta bài học gì ha? Hãy sống và hóa giải hết thù hận. Có đúng vậy không các bạn? Heathcliff, anh có điên loạn hay không? Do cái hồn ma của Catherine có thực sự đội mồ quay trở về tìm Heathcliff hay là không? Và cuối cùng họ có gặp lại được nhau hay không sau khi họ đã thoát đi rồi trở thành ma? Lại là một cái kết cục để cho bằng ai nấy đoán. Quả thật đây là cái câu chuyện tình dữ dội và quá ám ảnh đi, đúng với cái tên gọi của nó luôn, đỉnh gió hú. Nó đã thổi một cái trận cuồng phong vào cái bầu trời văn chương, phải nói là thơ ca quá tĩnh lặng thời bấy giờ, bằng một cái mối tình bất diệt đến cái chết cũng không chia lìa được đôi lứa. Đứng trước cuồng phong như vậy, chúng ta không thể ngăn chặn mà chỉ có thể thu nó về, hướng nó xuống cái lòng đất. Chỉ đến khi Heathcliff và Catherine đi vào lòng đất rồi, thì khi đó sóng gió mới thôi. Đã gần 200 năm rồi, kể từ ngày quyển tiểu thuyết này ra đời, nó đã không ngừng thách thức độc giả bằng các nhân vật vô cùng khó có thể cảm thông được luôn. Và một cái tình yêu khiến cho người ta ám ảnh dằn vặt nhiều hơn là đam mê. Có lẽ bản thân tác giả cũng không có lường trước được hai con người mà cô xây dựng, hai nhân vật này họ đã để cảm xúc của mình phát triển vượt ngoài cái sự kiểm soát rồi. Nên chỉ có cái chết mới chấm dứt được cái trận cuồng phong nơi ngọn đồi quan nghiệt đó, cho một cái tình yêu nhẹ nhàng nó hồi sinh, để cho độc giả lại yêu, lại đam mê, lại tìm tòi và mê mệt gì nào. Cái bộ phim Định Giáo Hú khép lại ở đây. Ba Xuyển hy vọng là các bạn thích cái bộ phim này. Bạn nào nghe Ba Xuyển kể chuyện từ đầu nuôi rồi mà thích nghe Ba Xuyển kể chuyện thì nhớ là bấm like ủng hộ Ba Xuyển nha. Nhớ đăng ký kênh và đừng có quên bấm cái nút hình chuông để đón nhận những cái video mới của Ba Xuyển. Chắc các bạn đăng ký kênh mà không nhấn cái nút hình chuông đó thì Ba Xuyển có ra những cái video mới các bạn cũng không có nhận được đâu. Bây giờ thì Ba Xuyển tạm chia tay các bạn đây. Ba Xuyển chúc các bạn có một cái buổi tối thật là tuyệt vời. Ba Xuyển bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.